Chiều ngày 23 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 12 dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và một số cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Hội nghị nghe và cho ý kiến vào các nội dung, nhiệm vụ, báo cáo công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tháng 12 năm 2022, báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện, báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai các dự án được giao, báo cáo kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, giai đoạn 2022-2025, báo cáo kết quả điều tra, giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022, chỉ thị về tăng cường các biện pháp đảm bảo hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân huyện năm 2023, chương trình tổ chức một số sự kiện, hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, báo cáo công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, triển khai một số nội dung trọng tâm khác, trên cơ sở dự thảo báo cáo được thông qua và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Nguyễn Thành Trung, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận tập trung vào một số nội dung như công tác giải ngân vốn đầu tư công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, công tác vệ sinh môi trường, hệ thống thủy lợi nội đồng, tiêu úng. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân huyện năm 2023, chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị mình trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2023. Cũng tại hội nghị, đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể liên quan.